Chào mọi người đến với kênh em MMO của mình nha. Video này là sẽ giới thiệu cho mọi người dự án Wow Squad. Để xem dự án các bạn, phần link mô tả mở cái Telegram và bấm start chatbot nha các bạn. Rồi. Con này con này mình lấy trong nguồn gấp 6 nha, nên các bạn cứ chứng minh các bạn cứ yên tâm nha các bạn. Các bạn bấm chào hay rớp nha các bạn. Rồi các bạn khi tham gia chuyện này góp, các bạn sẽ nhận được một token Wow Lex bằng 20 đô nha các bạn. Một token được khoảng 20 đô, sao mà trên coi trên website nó là khoảng 20 token là khoảng 1 ETH các bạn. Rồi khi tham gia chương trình góp này mình sẽ nhận được 0.4 token Wow khoảng 8 đô. Rồi các bạn bấm vào zone này góp nha các bạn. Tiếp tục. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn zone kênh góp kênh seller nha các bạn. Chỗ này mình thấy khá là ngon đó các bạn. Dự án này nè. Rồi các bạn zone sao các bạn. Thì trên nguồn góp 6 thì các bạn đã biết rồi. Rất là uy tín nha các bạn. Rồi các bạn zone vào kênh Telegram. Rồi các bạn zone sao nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Rồi. Ê chết, mình lỡ lụng mình đụng nha các bạn. Rồi các bạn theo qua thì các bạn follow các bạn. Các bạn nhập dạng các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn lướt xuống. Các bạn like. Đây. Các bạn like tự quyết là bài viết đã ghim của nó nha các bạn. Rồi các bạn test lại nè. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi. Rồi các bạn bấm lên các bạn. Rồi các bạn chờ nó chưa ăn chút xíu nha tất cả các bạn. Ok chưa? Rồi các bạn John Zuimel Sukovin submit, nó kêu điền lại username Telegram hết ta. Hay là một cái rồi nó hỏi các bạn có xong lấy cái này các bạn kiểm tra lại nha các bạn. Rồi các bạn ghi lại cái username Telegram của mình nha tất cả các bạn. Nó còn 5133 nha các bạn. Các bạn giờ sẽ tìm copy username của mình nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ một cái đường link profile từ Twitter của mình nha các bạn. Đăng tất cả các bạn. Cần bắt đắp nó đi. Rồi các bạn nhấp vào sơ các bạn. Các bạn nhấp vào ba chữ vạch trên cùng nữa bạn. Các bạn nhấp vào một chia sẻ. Rồi các bạn bấm vào một chữ tam nữa các bạn. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn. Các bạn dán nha các bạn. Rồi tiếp theo các bạn gửi địa chỉ ETH XRC Super Master Wallet bằng MetaMask nha bạn. Các bạn copy nữa. Rồi các bạn copy đi trang, các bạn chờ lâu xíu nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nè. Rồi các bạn sao chép nha bạn. Giá ETH này lên khá là cao, chắc sau này chạy trên nền tảng TDS chắc hết quá. Giờ tôi cần về cũng không có tiền đâu mua ETH mà bán nữa các bạn ơi. Rồi các bạn gỡ các bạn. Rồi các bạn bấm vào complete nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào status để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Mình đã nhận chưa ta? Rồi mình đã nhận được 0.6 tôi cần vào đâu bạn. Rồi các bạn bấm vào withdraw được ngày mấy ta? Đằng xanh đằng đỏ quá. Con này Aerob này nó đang trong chương trình bán hàng free sale. Sau khi chương trình Aerob bán hàng free sale xong thì nó sẽ phân phối luôn các bạn. Tôi cần này list sàn là nó phân phối cho các bạn, cho tất cả các bạn chơi thôi. Giờ video đây kết thúc, cho tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.